Sửa lại đi, nó bị chạy cậu ơi. Cầu chưa bám. Rồi lên. Đó. Rồi ơi. Lên đó, lên đó, lên đó. Lên nha các bạn. Đó, lên nha. Lên. Lên các bạn ơi, lên nha. Lên, lên, lên. Mã thằng này nó bị tụt cầu. Thụt dây lại đi. Nó bị tụt cầu ơi. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Các bạn cùng xem ha. Rồi chiếc 105 bị lầy nha các bạn. Đó, anh em móc rồi, bây giờ thì ở đây không có chỗ rửa mình. Ở giờ mấy anh em đang lội đi xuống xuống kinh để đi rửa mình các bạn. Rồi ông nào ông nấy ok đang thui hết trơn. Xình dính lên tới đầu luôn. Quá trời luôn. Rồi bây giờ ở đây thì nó là ngay máy kéo à, kéo không lên nha các bạn. Bây giờ chờ chiếc máy gì qua? 70. Chờ 70 qua hỗ trợ các bạn. Cái này làm như nó bị sụp một bên các bạn ơi, nó nghiêng. Rồi, chiếc 100 mà nó nghiêng các bạn thấy. Ồ cái này mà lúc sụp cái tài xế chắc cũng hết hồn hả? Nó sụp nó nghiêng một bên. Trời tưởng ở trên cái tưởng lạc luôn không? Làm như cái bánh bên đây nó lên mỏng quá ha. Bởi nó nghiêng qua bển. Ừ, nó nghiêng quá trời luôn nha các bạn. Nó nghiêng rồi nó mài nữa, bởi cho nên máy kéo nhẹ quá kéo không lên. Giờ chờ 70 qua hỗ trợ. Ở đất ở đây làm như mình thấy đất khoăn không hết ta. Em kêu nó vô vậy. Đất khoăn. Nó mà nó phụp cái nó phụp. Phụp nặng lắm. Lấy đi ra nè chậm gần lưới cho. Chậm gần lưới. Như rồi các bạn. Đó, bây giờ thì nó nghe chờ máy bên kia qua kéo mà giờ máy bên kia qua chưa kịp. Rồi bây giờ anh em chạy vô để lấy dĩa cầu. Đó, lấy dĩa cầu rồi mình lót xuống để mình kéo nha các bạn. Bây giờ chỉ còn chiêu này. Đó, lấy dĩa cầu mình lót cho cái máy kéo nó nằm lên là giật vài phát là có thể lên nè các bạn. Tại vì cái dĩa cầu của mình thì nó bám được bánh xích. Bây giờ thì đất này nó mất chân rồi, nó trơn không. Rồi, tiếp tục các bạn. Đó, bây giờ anh em đang chở cầu ra nha. Đó, bây giờ chở cầu ra là lót là bắt đầu là mình tự xử nha các bạn. Chờ anh em tính qua kéo mà anh em đang kẹt rồi. Bây giờ mình lót dĩa cầu mình tự xử luôn. Nói chung lót dĩa cầu cho máy kéo mình thì hay lắm nha các bạn. Đó. Có dĩa cầu là nó sẽ bám. Rồi. Đâu cái chân cái lằn bánh của mình đó. Mình chạy dần tới dần lui cho nó cứng một cái. Đi bắt xích tới đi, xích tới đi, xích tới đi, tại vì mình còn kéo đi ra. Để mà nó lên cái nó đụng vô cái đít. Canh làm sao mà cái máy kéo của mình là nó bám nửa cầu hơn trước á. Ừ. Em kéo vô canh vừa lộn không?
À, chơi gần quá không anh tài xế, cho cái gần trước đi, tại vì mình trừ hao đang cho cái bánh mình nửa bánh hơn trước thôi, đặng nó còn bám vô cái nữa, nó bám vô là nó sẽ gịch cái cầu lại, là anh lên cái anh đụng đít nó đó, gần quá đó hiểu không, chứ mình đâu có nằm gọn ở trên đâu. Kìa. Nó thấy được rồi. Chỗ cần tháo nãy đó, ừ. Có bộ kia ta. Rồi bây giờ máy về vô nha các bạn. Cái này cái lên cho ngon lành coi. Rồi canh cho ngay cầu. Sửa lại đi, nó bị chè cậu ơi. Không, nó nghiêng vậy là nó mắc bám rồi đó. Tới lui cho gì kêu dặn cái cậu tiệt cứng đi. Dày sát luôn cái gì? Thu sát luôn, đúng rồi. Rồi được rồi đó, được rồi đó. Đừng sát quá. Để mình có chớn mình còn giật nó. Wow, bị nghiêng một bên nặng lắm luôn nha các bạn. Đó, rồi bây giờ là lót dây cầu, rồi bây giờ anh em đang kiếm đường lên coi sao nha các bạn. Cầu chưa bám. Chỗ cầu làm sao cho nó bám là lên à. Nó bị đẩy cái cầu đi nè các bạn thấy không? Chậm luôn á. Mày chậm lắm. Cái kia lớn đi không chạy được. Cầu mà nó bám được là mình lên à. Làm sao phải nó dời dời cái cầu chăng, chỗ cái đó đằng trước đó. Lại xích trước, sửa cái cầu mình cho nó vững đó, đừng có nghiêng. Giờ em đang rồi được rồi đó, ngon đó, ngon đó, ngon đó. Ồ quá êm, nó vững được cái cầu là mình luôn. Anh thấy không, nó không bám được nó đẩy cái cầu nữa không, bởi cầu mà nó bám được là lên à. Hỏi tài xế chạy tới chạy lui dằn cái cầu mình cho nó xuống thiệt cứng luôn. Thay vì dưới trình anh em dở cái cầu nó nặng lắm nha các bạn. Ngon đó. Tới lời.
5 quận. Bây giờ anh em vô để dặn hai cầu. Đó, ngay vậy là ngon rồi đó. Hút luôn, cho chạy hút luôn. Hút luôn. Ừ. Ừ, đó vậy đó. Tới rồi, tôi rồi 5 quận. Đó. Ve kêu ve canh cả nửa bánh xích vậy đó. Rồi rồi, ok, cả đó đi. Rồi bộ có xác luôn cũng được nữa. Rồi buộc đi. Nói chung là nãy nó bị chạy cây cầu nha các bạn. Chứ nó mà không chạy cây cầu là lên á. Nói chung tại máy nó nặng. Rồi lên. Đó. Rồi. Lên đó, lên đó, lên đó. Lên nha các bạn. Đó, lên nha. Lên. Lên các bạn ơi, lên nha. Lên, lên, lên. Mà thằng này nó bị tụt cầu. Thục dây lại, thục dây lại đi. Nó bị tụt cầu ơi. Bánh còn lăn này xéo. Rồi ngon lành chưa các bạn? Cái một các bạn thấy không? Cái vị vị cầu nó bắt máy kéo mình hay lắm. Nó nghiêng một bên kia luôn á. Anh là chế bên sườn lên nè. Hồ của nó nghiêng rồi kìa. Hỏi rồi chưa? Bây giờ anh em đang dời dời xích lại xúc xác nó nha. Tại hồi nãy cái máy của mình nó bị tụt cầu á. Nó còn nó bợ ở đây vũ lắm luôn nè các bạn. À, các bạn có bợ một về ở đây nè. Đó nhờ bởi nó là ngay mình cái dĩ cầu á mà nó mạnh mà nó bườn nó lâu tiếp đó. Chứ không thôi là dễ dừng lên. Cái đoạn mới trước đó là các bạn thấy một cục chà bá luôn. Nói chung mình đứng đây thì nó cũng là các bạn thấy cái máy nó nghiêng qua bển đó. Bển các bạn thấy một cái rồi hổi ồ luôn, sụp trần. Anh em móc bớt cái cục cho này dữ lắm, độn luôn. Anh em móc bớt cái chỗ đó ha. Nguyên bên luôn mà. Rồi bây giờ tiếp tục nữa. Tiếp tục tăng 2. Đó, đi kìa. Đó các bạn thấy không? Đó, ngon lành. Thấy chưa các bạn? Đây. Rồi các bạn.
Rồi mình quay lại cái cảnh hiện trường của anh em. Có kìa trời. Ồ. Đóng đây nữa nè. Ồ kìa trời ơi em ảnh nhúng ngập xuống luôn kìa. Ây cha, có kìa. Thấy ghê chưa? Em lên nè. Ừ, tới luôn quần luôn. Gặp luôn rồi. Gặp luôn. À, lúc mà nó nặng á, bởi nó nghiêng qua bên đó hết hồn luôn các bạn. Còn coi chừng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ móc cầu.